chào quý anh chị em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị em một mẫu máy rửa xe của hãng Sumika. Đây là dòng bán công nghiệp model S28, có công suất 2.800W, motor lõi đồng 100% và áp lực nước 183, tối đa là 223. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh một số cái chi tiết về đầu áp lực cho anh em xem nhé. Đây, phía trước là cái đầu bơm áp lực của máy. Đây, đầu bơm này rất là to và nó có được làm bằng chất liệu là hợp kim nhôm, sơn màu đen. Và bên phía tay mình chỉ đây là có một cái núm này để mình điều khiển tăng giảm cái lực nước ra của máy. Đó, mình có thể tăng lên hoặc giảm xuống cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu rửa xe của mình. Cần xịt mạnh xịt yếu là mình chỉnh cái đầu xoay vàng vàng này nha. Ở kế bên đó, nó sẽ thiết kế cho mình một cái đồng hồ để mình đo được áp lực và nhìn thấy áp suất, tỷ suất nén của nó khi máy nó hoạt động. Đây, phía bên này là cái đầu nối dây dẫn áp lực ra này. Đấy. Phía dưới nó có một cái đầu để mình nối đường nước vào. Bây giờ mình sẽ nối đường nước vào. Và đặc biệt là máy này có thể tự hút nước nha anh chị em. Đường nước vào thì mình sẽ nối với đầu không nối nhanh. Sau khi nối đầu không nối nhanh vào thì mình sẽ vặn mà mình kết nối với lại đầu áp lực này. Ghi vào đây luôn. Nó sẽ kêu tách cái. Tách cái nó xong. Một đầu thì mình sẽ gắn với lại cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này rất quan trọng nha anh em. Mình sẽ gắn nó vào cái đầu dây này và mình thả xuống cái phi nước. Đó, phi nước là mình lưu ý là dùng phi nước sạch nhé. Mình thả xuống này thì máy nó sẽ tự hút nước cho anh em. Và lưu ý khi mà mình dùng cái máy rửa xe S28 này thì nó có một cái nút này, nó có chữ oil ở trên, nó màu vàng. Đó. Thì khi mình nhận được máy, mua máy về thì mình sẽ thay cái nút này ra. Đó, cái nút đỏ này nút zin của máy nha. Đó, mục đích của nó là để nó bảo vệ cho nhớt khỏi bị chảy ra khi vận chuyển. Còn khi sử dụng là mình tháo nó ra như này. Và mình thay cái nút màu vàng này như này để cho nó giải nhiệt nhớt khi mà máy nó hoạt động. Và luôn luôn kiểm tra nhớt khi hoạt động nha anh em. Phía sau này nó có một cái mắt nhớt. Đây, camera sẽ quay lại đây cho anh em thấy cái mắt nhớt. Mình sẽ quan sát cái mắt nhớt này. Và nhớt này là mình sẽ hướng dẫn cho các anh em thay là định kỳ khoảng 1, 2 tháng, 3 tháng tùy theo nhu cầu sử dụng. Thay nhớt là từ 10 đến 40, có thể dùng nhớt Honda, nhớt xe máy, ok nhé. Đây là súng áp lực của máy rửa xe Sumika S28. Thì nó được thiết kế với để súng, bán súng, tay bóp và đầu dài ra để mình kết nối với đầu bếp. Đây là khớp nối nhanh nhé. Đây là có 4 đầu bếp của máy. Thì nó có bếp 0 độ màu đỏ này, bếp 15 độ, 25 độ và 40 độ để thay đổi góc xịt, tăng giảm áp suất để vệ sinh cho nó phù hợp, rửa xe, rửa rêu hoặc là rửa xịt rửa bụi bẩn. Đây là cái cách gắn đầu bếp nhé. Mình chỉ cần rút ra một đầu này, mình ghim trực tiếp vào trong cái súng này. Đây là khớp nối nhanh, mình sẽ tách cái. Đó. Mình sẽ ghim thẳng nó vào đây. Đó, mình sẽ xịt. Cái rửa xe Sumika S28 được thiết kế với này dơ le tự ngắt để bảo vệ cho máy, bảo vệ cho người sử dụng nếu như có sự cố. Đó, nó sẽ tự ngắt. Đây là nút reset màu đỏ. Điều đặc biệt của chiếc máy rửa xe Sumika S28 là bộ phận tay quay Zulo. Đó, đây anh em thấy không? Zulo này nó có mục đích là để nó cuốn dây cho nó gọn gàng, cũng như là thu dây cho nó an toàn. Anh em có thể cuốn dây. Một chiếc máy rất là hiện đại với lại dây áp lực là nó có thể chịu đựng được 283. Đó, anh em có thể sử dụng được cái dây này thoải mái luôn, rửa xe bao là bể luôn. Một chiếc máy xịt áp lực có công suất 2.800W, áp lực nước là từ 183 dao động đến 223 với lưu lượng nước tương đối khá lớn, 840 lít/giờ. Thì chiếc máy này anh em có thể là dùng để rửa ô tô, rửa xe hoặc là rửa sân rêu. Ngoài ra thì có thể vệ sinh cho nhà xưởng, xịt rửa băng truyền, bụi bẩn
cũng như là vệ sinh chuồng trại đều phù hợp nhé các anh em.